lại còn dở ra cái trò bảo là đi boxing, bảo là anh đi đấm boxing. Và bây giờ mà dở ra cái bấm thích đấm nhau đi đấm boxing, hôm nào anh với mày đi đấm boxing, mình bảo là ôi ai nai, để mà nói thì đấm boxing thì anh tuổi con ngang con, để mà đấm bốc đi mà đấm boxing thì anh đen mai không trắng thì tuổi con ngang con. Tưởng gì tuổi con ngang con là đòi đấm boxing với mình. Mình bảo là nhá, nếu mà anh mà là không phải là anh của em thì thôi đúng anh xong luôn. Không phải anh của em mà đi đấm boxing thì anh đổ luôn. Em oánh cho anh hai cú thì hai đấm thì thôi anh đổ năn quay ra. Mình bảo là đấm mấy người ngoài còn được, chứ để mà đấm mấy em với anh đấm thì thôi anh chắc chắn là ngon ngan con, tuổi con ngang con. Tuổi gì? Thế mình ngày trước mình đi học võ đấy chứ không phải là đùa đâu. Nhà mình có bên kia thả cho bà thỏ một chút tử cho bà sợ cái con mèo được. Mình ngày trước mình đi học võ đấy, để mà đen mái không trắng mà chơi với mình là mình cho loại ngay giây phút đầu. Đấm cho hai cái thì có mà người thì quát con, đã quát con này còn đen. Bình thường người ta đen người ta thắng, à người ta đen người ta khỏe, đây ông đen này còn nhiều. Ngày trước mình học đấm boxing đấy, mình đấm chiêu lắm, mình có chiêu nhá, mình giơ tay lên này người ta đấm vào mặt mình bắt đầu ấy đỡ lên này, người ta sẽ đấm vào đây mình, người ta sẽ đấm vào đây mình là mình sẽ cúi xuống mình gạt sang mình đấm phát vào mặt, đúng không? Mọi người ơi, mọi người, em chuẩn bị được 500k.